Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019 tại làng Con Caton, xã Con Pene, huyện Ca Bang. Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm công tác xã hội GL, thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân xã Con Pene tổ chức khánh thành công trình cầu treo dân sinh. Tham dự lễ khánh thành có đại diện Đoàn Thanh niên tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ca Bang, nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo bà con nhân dân xã Con Pne. Cầu treo dân sinh làng Con Caton có chiều dài 50m, được khởi công từ tháng 8 năm 2018 với tổng trị giá 450 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, 250 triệu đồng còn lại được trích từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của xã. Số tiền 200 triệu đồng của Đoàn Thanh niên tỉnh là do nhóm công tác xã hội GL thành phố Hồ Chí Minh quyên góp trao tặng. Con Pne là xã xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai. Công trình cầu dân sinh hoàn thành có ý nghĩa hết sức quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, giao lưu hàng hóa của người dân trong khu vực, giúp xóa đói giảm nghèo, góp phần tạo diện mạo mới trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đây là công trình thanh niên cấp tỉnh trong tháng thanh niên năm 2019 do tỉnh đoàn Gia Lai bình chọn.